Người dân Hà Nội đổ bộ các phố ăn đêm khi hàng quán được mở sau 21 giờ. Tuyển Việt Nam gặp khó khăn nhân sự ngay ngày tập trung đầu tiên. Mua hơn 7.000 viên thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi trên mạng xã hội về bán kiếm lời. Đâm chết hàng xóm vì ghen tuông. Phút đời thường hôm nay, xúc động cô giáo 9X vừa lên núi dạy học, vừa nhận nuôi hàng chục đứa trẻ. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Tiện ích Sài Gòn hay về nhân viên sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, sau 21 giờ đêm ngày 15 tháng 3, nhiều hàng quán tại các phố ăn đêm nổi tiếng của Hà Nội đã đón hàng ngàn thực khách sau khi thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn hoạt động bình thường. Theo ghi nhận, các cửa hàng bán đồ ăn vặt, đồ uống có cồn trên phố ăn đêm tại phường Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Tống Duy Tân, đông nghịch khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Biết tin được mở cửa hàng sau 21 giờ qua mạng xã hội từ sớm, nhiều chủ hàng đã chủ động nhập thêm hàng, thông báo đến khách có thể ngồi thoải mái qua 21 giờ. Giờ này sau các quán được mở sau 9 giờ thì mình rất là sướng được rời vào những stress ấy. Thì đây thì rất là vui tại vì là trẻ con nó cũng đã bị kiểu nhà quá lâu rồi, bây giờ một là không được đến trường này, sau sau đấy thì học online các thứ, gần như là các bạn thì không có thời gian chơi, không được thoải mái, không được thư giãn ấy. Thế bây giờ cứ cả ngày học online như thế, không phải lúc nào các bạn ở nhà, nên là bây giờ mà được đi ra ngoài chơi thì em thấy rất là vui. Nhiều bạn trẻ cho biết việc thành phố cho phép hàng quán mở sau 21 giờ giúp các bạn tìm được chỗ trò chuyện thay vì phải về nhà sớm như mọi khi. Thưa quý vị, vừa qua, nông dân xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã bắt đầu thu hoạch lúa vụ đông xuân. Chưa đầy một giờ đồng hồ, 15 chiếc máy gặt đập liên hợp đã cắt xong diện tích gần 60 hectare. Ghi nhận, trên cánh đồng ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, có rất đông nông dân cùng với nhân viên tập đoàn Lộc Trời thu hoạch mẻ lúa đầu vụ đông xuân. 15 chiếc máy gặt đập liên hợp công suất lớn đã nhanh chóng thu hoạch gần 60 hectare chỉ trong chưa đầy một giờ. Rất nhanh chóng, máy kéo chuyển lúa tập kết ra bãi chờ cân, chuyển xuống ghe. Hiện tại, việc thu hoạch lúa rất nhanh chóng, không sợ ảnh hưởng bởi thời tiết, mưa gió. Lúa vừa tập kết khoảng 30 phút thì bắt đầu được cân và vận chuyển xuống ghe. Hai người phụ nữ nông dân trên tay cầm hai chiếc điện thoại, ghi mã cân bằng app công nghệ, vừa tròn mã 5 bao lúa là có kết quả tổng hiển thị. Việc này tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nông dân, vừa chính xác. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, ngay ở buổi tập đầu tiên vào ngày 15 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã phải nói lời chia tay với hai tuyển thủ là Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Đức vì lý do chấn thương. Chấn thương và những ca nhiễm COVID-19 đang khiến đội tuyển Việt Nam tổn thất nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu với Nhật Bản và Oman ở vòng loại World Cup 2022. Chỉ sau một ngày tập trung, đội tuyển Việt Nam đã phải chia tay trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Phan Văn Đức vì chấn thương. Bùi Tiến Dũng bị chấn thương sụn đầu gối, còn Phan Văn Đức bị rách cơ đùi. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã quyết định chọn trung vệ Đào Văn Nam thuộc biên chế câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và tiền vệ Phạm Đức Huy của Hà Nội FC để thay thế hai cầu thủ nói trên. Ở buổi tập đầu tiên ngày 15 tháng 3, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh phải tập riêng vì vấn đề sức khỏe. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý một vụ mua hơn 7.000 viên thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi trên mạng xã hội về bán kiếm lời. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, tại khu vực khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam,
tổ công tác phát hiện ô tô của Lê Văn Duy, 31 tuổi và Phạm Thị Luyến, 30 tuổi, cùng trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đang vận chuyển 7.200 viên thuốc con nhộng. Trên vỏ hộp và vỉ thuốc đều ghi chữ Trung Quốc, không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên. Theo chủ hàng cho biết, số thuốc này là thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, được mua trôi nổi trên mạng xã hội về bán lại kiếm lời. Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Trần Văn Linh, 26 tuổi, trú tại khu phố Tân Lập, thị trấn Sao Vàng để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và cố ý gây thương tích. Trước đó, tại khu phố Xuân Hợp, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, xảy ra vụ dùng súng quân dụng gây thương tích cho một tài xế taxi. Nguyên nhân là do Linh có mâu thuẫn với người đàn ông 35 tuổi, trú tại thị trấn Sao Vàng, làm nghề lái taxi. Trong lúc cãi nhau, Linh rút khẩu súng, dạng súng K59, mang sẵn trong người, bắn, làm nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 14 tháng 3, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ được Linh khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức xét xử vụ án giết người vì ghen tuông đối với bị cáo Trần Khương, 56 tuổi, ở tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Theo cáo trạng, ngày 21 tháng 4 năm 2021, sau khi uống rượu, bị cáo Trần Khương ra phía sau nhà thì phát hiện ông Bùi Ngàn, 56 tuổi, là hàng xóm đang nhìn vào nhà mình. Vì hàng chục năm trước đã ghen tuông cho rằng ông Ngàn ngoại tình với vợ mình, nên ông Khương bực tức cầm ca nhựa ném về phía ông Ngàn. Ông Ngàn bỏ chạy rồi quay lại cầm khúc cây, lớn tiếng thách thức. Ông Khương vào nhà lấy dao bấm dài 20cm bỏ vào túi áo rồi đi ra ngoài hàng rào đối diện ông Ngàn. Hai bên cãi nhau và xảy ra xô xát. Ông Khương dùng dao bấm đâm hai nhát vào ngực ông Ngàn dẫn đến tử vong. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Khương 11 năm tù giam. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện thu giữ một lô hàng gồm nhiều điện thoại di động iPhone cũ đã qua sử dụng. Trước đó, tổ công tác khám theo thủ tục hành chính toa tàu 21452 của đoàn tàu SE4, qua đó phát hiện và thu giữ 529 điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Toàn bộ số điện thoại này không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa, hiện chưa xác định được chủ lô hàng này. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm và phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra vụ việc. Thưa quý vị, nhắc đến Tắc Lẻ, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nhiều người thường nổi cơn lạnh sống lưng bởi con đường heo hút dẫn tới ngôi làng nằm giữa mây mù. Vậy mà suốt 5 năm qua, một cô giáo trẻ đã tình nguyện cõng sách vở, hành trang ngược núi để dạy chữ cho trẻ, hướng dẫn bà con làm ăn. Ngay bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về câu chuyện này quý vị nhé. Cô giáo ấy tên Hồ Thị Ca, 28 tuổi, giáo viên phụ trách điểm trường Tắc Lẻ, thuộc trường mẫu giáo xã Trà Leng. Đây là điểm trường heo hút nhất, nằm tách biệt giữa núi rừng. Không tường rào, không bảng hiệu, cũng chẳng có điện lưới, sóng điện thoại hay internet. Trường học hoang sơ như nguyên thủy. Hàng ngày ở đó, cô giáo trẻ vẫn miệt mài lên lớp dạy trẻ học chữ, nuôi lớn hành trình thoát tăm tối để người ca dong bước ra khỏi đại ngàn. Con đường từ xã Trà Leng ngược lên điểm trường Tắc Lẻ dài chỉ 5 cây số, nhưng phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ qua những vách núi dựng đứng. Đường lên nóc không thể đi bằng xe máy mà chỉ có thể đi bộ. Con tôi đi từ điểm trường xã là còn phải có đồ cho sinh là đi bộ từ đó, nếu mà đi nhanh cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Phải có đồ học sinh ăn uống thì cũng có một phần học sinh ở lại nữa. Đi phải tranh thủ, vì chiều chủ nhật là phụ huynh xuống gửi cho học sinh rồi, nên tôi phải tranh thủ lên trong chiều chủ nhật. Do nhà quá xa nên có 10 em được cô giáo giữ lại trường. Hàng ngày cô Ca vừa là cô giáo dạy chữ, dạy múa hát, vừa lo ăn uống, tắm giặt, vỗ về các cháu nhỏ. Để có thêm dinh dưỡng cho trẻ, cô Ca còn trích lương của mình vận động thêm các mạnh thường quân gửi đồ ăn lên để có thêm các khoản giữ trẻ ở lại lớp. Như thế này thì lúc tôi đi là con có hai đứa nhỏ,
đứa 5 tuổi về là đứa 3 tuổi khi đi thì chồng phải giữ con ở nhà, nên bản thân tôi thì phải, mặc dù khó khăn về gia đình nhưng vẫn cố gắng thuyết phục khó khăn đó để giúp cho mấy đứa cháu ở trên đây biết chữ này, biết đọc này, tôi phải khắc phục cái đó. Đối với giáo viên dạy học ở một nơi được mệnh danh là đỉnh trời như Tắc Lẻ, thì chỉ có tình yêu thương trẻ, lòng yêu nghề và tinh thần dám dấn thân như cô giáo Hồ Thị Ca mới có thể kiên trì bám trường, bám lớp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!